Kính chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn Cuộc Sống Ở Đức. Mình rất vui khi được quay lại chương trình để gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn những video rất là đặc sắc và vô cùng lý thú ở trong một cái thành phố cổ xưa nằm trong tiểu bang Hessen. Đó là thành phố Oberursel. Và hiện tại mình đang có mặt ở một cái căn nhà rất xưa, nhưng mà họ cũng sửa lại rồi các bạn, họ trùng tu lại, họ sửa lại rồi. Nhưng mà cái căn nhà này trước kia là các bạn biết, nó là đây. Mình đang tiến tới cái bảng của nó đây để mình chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn. Cái căn nhà này á thì là nó được mang tên là Antester Mädchenschule and the 17. Jahrhundert bis 1825. Có nghĩa là cái nhà này là một cái trường học, đúng không? Một cái trường học mà lâu đời ở trong cái thành phố Oberursel. Nó được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 17 cho tới năm 1825. Và đương nhiên là bây giờ thì nó được trùng tu lại rồi, nó được làm mới lại hết rồi. Nhưng mà nó cũng vẫn có cái nét cổ xưa của họ. Nét cổ xưa của họ là các bạn thấy cái cửa sổ thì cũng là mới, nhưng mà có cái loại cái cửa sổ mà nó cứ có gỗ, mà mình nói các bạn rồi á, cửa sổ gỗ mà nó lại coi như cứ mở ra hai bên trái và phải, rồi bắt đầu nó có then nó gài vô, thì đó là một trong những cái kiểu cách nhà cổ nhà xưa của bên châu Âu nói chung và của nước Đức nói riêng. Còn cái mái này thì ở bên ngoài là các bạn thấy họ làm cũng hay lắm, ở dưới thì là bê tông tường các bạn thấy không, nhưng mà ở trên này thì nó có những cái miếng ngói, mà cái loại ngói này ngói đặc biệt lắm các bạn. Cái ngói này là nó rất là bền, nó chịu được coi như là mưa nắng tuyết tất cả mọi thứ, thì cái loại ngói này là ngói đặc biệt của họ. Đó, đây, khu này cũng là khu nhà xưa nè các bạn. Khu này là khu nhà xưa của họ. Đây mới đúng là thật sự nhà xưa của cái khu mà coi như là Oberursel đó các bạn. Những căn nhà là các bạn thấy màu sắc rất là đẹp. Và những cái phố cổ này á là họ phải giữ lại cái nét như vậy. Tức là thường thường, thí dụ giống như bây giờ mình nói, thí dụ như các bạn, những cái nhà cổ xưa này á, mình nói thí dụ giống như bây giờ các bạn là chủ, các bạn sở hữu được một căn nhà này, nhưng mà bên trong á, mình nói bên trong nhà thì các bạn muốn để đồ nội thất hay là các bạn muốn làm như thế nào đó là chuyện của các bạn, nhưng mà riêng cái bên ngoài thì các bạn không được thay đổi, bắt buộc các bạn không được thay đổi, cho dù đó là nhà của các bạn. Nhưng mà các bạn không được phép thay đổi cái phía bên ngoài. Tức là từ về vấn đề những cái cửa sổ hoặc giả là màu sắc thì các bạn không được thay đổi. Bắt buộc các bạn phải tuân thủ theo cái kiểu của nhà nước. Tại vì những cái này á, là mình đã nói với các bạn rồi, nó thuộc về là cái di tích lịch sử hết các bạn. Nó là đen mang suốt không mà, bởi vậy trên không có được phép sửa. Đây, các bạn thấy không? Đây nè. Đó, mình cho các bạn coi luôn cái này nè. Những cái này á, ngày xưa á, là nó cũng của trường học đó nha các bạn, chứ không phải là cái nhà ở của người ta đâu. Đây là cái trường học, nhưng là cái phòng ốc này là nó thuộc về trường học cho tới năm 1820. Tức là trước đó nó đã được xây dựng rồi. Nó được xây dựng bao nhiêu lâu thì không biết, nhưng mà nó chỉ có
nó dùng làm trường học chỉ cho tới năm 1820. Rồi từ năm 1820 tới giờ là không có còn sử dụng làm trường học nữa, mà nó thuộc về di tích lịch sử của cái thành phố Oberursel này. Rất đẹp các bạn ha. Còn bên phía tay phải của màn hình các bạn, đó là cái bờ tường. Cái bờ tường này nó thì nó trực thuộc vô trong cái nhà thờ, cái nhà thờ mà Ursula, nhà thờ cổ của thành phố Oberursel. Tức là cái tường này là cái tường của trực thuộc vô nhà thờ. Còn bên tay trái màn hình của các bạn á, thì là tất cả là thuộc về nhà cổ hết. Và những căn này thì các bạn biết được là nói chung là nguyên một cái dãy này á, là các bạn thấy là không có cái căn nhà nào mà nó dưới 300 năm hết nha các bạn. Từ 300 năm đổ lên, 300 năm, 400 năm, chứ không có một căn nào mà nó dưới 300 năm hết. Đây mới đúng thật sự là cái phố nhà cổ của thành phố Oberursel nói riêng và của cái tiểu bang Hessen này nói chung. Đó, cái đèn đường của họ các bạn thấy là nó cũng đặc biệt. Đó, còn đây là cái cửa mà để dẫn vô cái nhà thờ. Đây là một trong những cái lối mà để đi vô cái nhà thờ đó các bạn. Nhà thờ cổ mà mình cũng có quay cho các bạn rồi đó. Đây là nhà thờ Ursula, một cái nhà thờ rất nổi tiếng và cổ xưa ở trong thành phố Oberursel. Đây cũng lại thêm một cửa nữa dẫn vô trong nhà thờ, tại vì cái nhà thờ này nó quá rộng và quá lớn đi, và vậy trên nó có tới 4-5 cửa để vô luôn các bạn. Còn đây là cái cầu thang, các bạn nhớ là có lần mình đã quay cho các bạn coi rồi đó. Cái cầu thang này á thì là nó dẫn xuống để đi ra phía bên ngoài, để đi chợ ngược ra lại phố của coi như là Oberursel. Tức là nếu mà khi mình đi xuống dưới này là mình đi ra ngoài thì nó sẽ có cái xe công cộng, xe U-Bahn, tức là cái xe điện ngầm. Đúng không? Và cái đường cầu thang này á, mà mình cũng có quay qua cho các bạn rồi. Cái mảnh vườn đó mà các bạn nhớ không? Cái mảnh vườn mà cứ người ta làm vườn ở đây nè. Nhưng mà hôm nay thì mình cốt mình đi quay cái nhà thờ Ursula này cho các bạn coi. Và những cái nhà cổ nằm trong khu vực Oberursel. Thôi bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tới. Tại vì giờ này thì cũng không có trễ quá, nhưng mà tại vì thời tiết hôm nay nó cũng xấu, không có nắng. Và giờ này bắt đầu nó cũng sập xuống rồi. Đâm ra ví dụ như là nếu như mà mình đi quay thêm thì mình sợ là nó không có đủ sáng, nó không có đẹp các bạn không. Thì tôi hẹn các bạn vào những cái video của thời gian sắp tới. Nếu như mà các bạn có cái video này của mình thấy hay mà có ý nghĩa
Thì mình mong các bạn hãy chia sẻ tới tất cả những người quen, bạn bè cũng như người thân của các bạn để cho mọi người cùng biết được cái thành phố cổ của Oberhausen này nó đẹp và nó cổ xưa tới cỡ nào nha các bạn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ cũng như đồng hành với mình trong suốt thời gian vừa qua. Tiếp đây mình cũng xin cầu chúc cho tất cả các ông bà, cô chú, các anh chị cũng như các bạn trong cũng như ở ngoài nước được luôn luôn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại cũng như tương lai sắp tới nhé các bạn. Thân ái, hẹn gặp lại.